Soi kèo Len với PSG ngày 2 tháng 1, trận cầu 6 điểm. Đúng với những gì mà người ta gọi đội bóng của huấn luyện viên Frank Hay là chú ngựa ô của mùa giải này, khi mà Len vẫn đang đứng vững ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng League One với 37 điểm, hiện đang kém ngôi đầu của PSG lúc này đang là 7 điểm. Trận hòa tẻ nhạt không bàn thắng trước Nai ở vòng đấu vừa qua đã khiến cho khoảng cách giữa họ và ngôi đầu của gã nhà giàu nước Pháp tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, với việc sẽ đón tiếp PSG đến làm khách ở trận đấu này, thì đây không khác gì một trận cầu 6 điểm đối với Len. Bởi nếu như họ thật sự có được chiến thắng, thì không những thầy trò huấn luyện viên Frank Hay sẽ mang về 3 điểm, mà họ còn không cho đối thủ bất kỳ điểm số nào ở vòng đấu thứ 17. Song, đó chỉ là xét về mặt lý thuyết, bởi muốn có được chiến thắng trước một đối thủ đẳng cấp như PSG, thì e rằng không phải chuyện dễ. Thiết nghĩ, đội bóng của huấn luyện viên Frank Hay chỉ cần một kết quả hòa ở trận này, để bảo tiếp tục củng cố vị trí thứ 2 của mình, đã là chuyện gì quá tuyệt vời của Len lúc này. Và đây có lẽ cũng là kết quả có thể xảy ra nhất, khi mà ở thời điểm hiện tại, đối thủ PSG đang gặp vấn đề về mặt con người, thì việc cầm hòa được PSG sẽ trở nên dễ thở hơn đối với Len. Đó là chưa kể trong 4 lần chạm mặt với PSG trước đó, thì Len chỉ mới để thua duy nhất một trận, còn lại có một chiến thắng và 2 trận hòa. Phía bên kia chiến tuyến, với việc thiếu vắng Messi trong đội hình, lối chơi của PSG đang phần nào gặp bế tắc không nhỏ. Khi mà chính Neymar đã cố tình ăn vạ trong vòng cấm của Strasbourg ở trận đấu vừa qua, để rồi chính ngôi sao người Brazil bị truất quyền đi đấu, và khiến cho gã nhà giàu nước Pháp có được 3 điểm vô cùng chật vật trước đội bóng chủ sân Stade de la Meina. Hậu quả mà Neymar để lại không chỉ ở đó, mà ngay trong chuyến đến làm khách trước Len ở trận này, thì anh cũng phải ngồi ngoài vì án treo giò. Khiến cho bộ ba nguyên tử của PSG lúc này chỉ còn lại mỗi cái tên Kylian Mbappe. Tất nhiên, Mbappe vẫn là tài năng xuất chúng của bóng đá đương đại, nhưng với việc hàng công của PSG giờ chỉ còn mỗi sao trẻ 24 tuổi, thì rõ ràng đối thủ thừa sức để cô lập không cho Mbappe có khoảng trống dứt điểm. Chính vì lẽ đó mà tỷ lệ châu Á ở trận đấu này đang ở mức vô cùng thấp, khi mà đội bóng của huấn luyện viên Christopher Gauthier chỉ đang chấp đối thủ đồng nửa mà thôi. Một tỷ lệ chưa từng xuất hiện trong 12 năm qua, và cần biết tỷ lệ mà PSG chấp Len thấp nhất trong 10 năm trở lại đây là tỷ lệ một trái. Qua đó cũng có thể thấy, giới chuyên môn cũng không hề đánh giá cao PSG trong trận đấu này. Soi tỷ lệ tài xỉu Len với PSG, trong 4 lần gặp nhau trước đó giữa Len và PSG thì không có trận nào kết quả nổ tài, khi chỉ có 3 trận về xỉu và 1 trận hòa từ 3 bàn thắng. Và có lẽ kết quả ở trận này cũng không ngoại lệ, khi mà hàng công của PSG đang trở nên khiêm tốn hơn bao giờ hết, thì để có được bàn thắng vào lưới Len ở trận này đã là chuyện quá tốt đối với PSG. Chứ đừng nói gì đến một mình Kylian Mbappe sẽ lập hat-trick, hay các chân sút của gã nhà giàu nước Pháp sẽ ghi cơn mưa bàn thắng vào lưới đối thủ. Đừng quên ở thời điểm hiện tại, hàng phòng ngự của Len còn chơi tốt hơn cả PSG, với việc đội bóng chủ nhà chỉ mới để lọt lưới 5 bàn sau 10 trận đấu gần nhất. Trung bình, Len chỉ để thủng lưới 1 bàn sau 2 vòng đấu. Trong khi đó cũng với số trận như trên, thì PSG đã để lọt lưới đến 10 bàn, và cứ trung bình họ đều để thủng lưới 1 bàn mỗi trận. Soi tỷ lệ phạt góc Len với PSG, kể từ sau lần chạm mặt với Marseille vào trung tuần tháng 10, thì số phạt góc của PSG đang cho thấy vô cùng thất thường. Bởi cứ sau một trận mang 7 đến 8 tình huống phạt góc trong một trận, thì ở trận kế tiếp PSG chỉ mang về từ 2 đến 3 góc mà thôi. Và tính đến nay, chuỗi góc thất thường của PSG đã lên đến 7 trận liên tiếp, trong trận đấu với Strasbourg mới đây. Họ đã có ghi đến 8 quả góc, nên khả năng trận này số góc của PSG sẽ khan hiếm. Vì vậy, mặc dù tỷ lệ chấp góc lúc này chỉ đang ở mức đồng nửa, nhưng lựa chọn Len vẫn là lựa chọn an toàn hơn so với PSG. Và phần lớn khả năng tài góc sẽ nổ ở mức 9 trái rưỡi, khi mà kết quả phạt góc 7 trong 8 trận đấu gần nhất của PSG đều có từ ít nhất 10 quả góc trở lên. Dự đoán kết quả Len với PSG, dự đoán tỷ số 0-1, dự đoán tỷ lệ châu Á, PSG chấp đồng nửa, dự đoán tỷ lệ tài xỉu, xỉu 2 trái rưỡi 3 trái, dự đoán tỷ lệ phạt góc, tài góc 9 trái rưỡi, Len chấp góc đồng nửa.